sau cái đêm hôm đó tôi vẫn không hé răng với gia đình tôi nửa lời dù trong bụng rất nôn nao muốn kể hết cho mọi người trong nhà nghe nhưng tôi cũng hiểu rất khó để giải thích cho mọi người tin cũng như hầu hết những người từng gặp ma thật sự có một cái gì đó rất mơ hồ rất khó nói trong câu chuyện của họ phải gặp trực tiếp hoặc những ai đã từng thực sự gặp mới có thể hiểu cái tâm trạng khó nói này cứ vài ngày một tuần tôi vẫn bị nó đè thường xuyên có hôm nó không đè vẫn đi lục lạo khắp nhà. Còn tôi, một đứa trầm tính nhưng lì lợm, vẫn tiếp tục theo chân của nó khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Mỗi lần như vậy thì cứ y như rằng tôi lại bị đè như hôm trước. Vẫn bất động, vẫn không nói được. Và sau cả chục lần cố hết sức bình sinh bật dậy, tôi lại thờ hồn hển và nhìn lại tấm thân mồ hôi đang chảy ròng ròng như một người lao động nặng nhọc liên tục 8 tiếng vậy. Nhìn lại bộ dạng tươi ta của mình, nhìn thật kỹ cái ghế bố ướt nhẹp mồ hôi đang bốc mùi kinh khủng tôi khẳng định 100% rằng đó không phải là ác mộng. Có hôm, tôi phải bật đúng 16 lần mới ngồi dậy được. Tôi đếm rất rõ vì đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Khi đã quen cảnh đó, tôi cũng thử khỏi bật đèn, tiến thẳng đến cái góc của cái bóng đen kia. Thì khi tiến gần sát vách và cái cửa sổ, cứ y như rằng nó đã biến mất. Khoảng vách mới lúc này có bóng đen hình người rõ một một, giờ đã là một bức vách lạnh lẽo bình thường. Thế có tức không cơ chứ? Cái cảm giác nó chơi mình Mà mình không nắm được đầu của nó Mà tắt lại một cách nhiệt tình Thật là ức chế không lời nào tả nổi Cho đến một hôm nọ Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần Từ việc sẵn sàng bước theo nó Hay lại phải bật dậy một cách khó khăn Tôi đều chấp nhận hết Nhưng chờ mãi nó không xuất hiện các bạn ạ Trần chọc không ngủ được Mãi đến khuya khi tôi bất chợt Nhìn sang phía bức vách mà nó hay đứng im Thì tôi bỗng giật thoát người ở góc mùng phía bức vách. Ngay sát bên tôi có hình dáng một cái bóng đen hình người đang in hình lên đó. Ở một bên cái mùng mỏng có một khoảng mùng bị tối đen, rất gần. Cái mùng đó là cái mùng nhỏ, khi treo lên thì vừa đủ bao quanh cái ghế bố tôi nằm. Nghĩa là cái phần mùng dựng đứng bên hông tôi, phía cửa sổ, ở ngay sát bên tôi các bạn ạ. Và in hình trên đó, rõ mồn một, một là một cái bóng đen ra dáng một con người. Đó là hình dáng một người cao, hơi to, toàn thân màu đen không nhìn rõ tay chân. Tôi đoán đó là hình dáng một người con gái, vì phần cổ không trông thể cầm, giống như cái bóng đen của một người con gái tóc dài che hết cổ vậy. Tôi không tin vào mắt mình, hơi hoang mang vì bất ngờ quá. Tôi vội kéo mền trùm hết thân, kín từ đầu đến chân. Hơi yên tâm vì mình không bị đè nữa, tay chân đã hoàn toàn bình thường. Thỉnh thoảng tôi lén hé mắt nhìn ra, thì cái bóng đen vẫn còn đó, im lìm, và có vẻ như đang nhìn tôi chăm chăm. Lát sau, tôi lại thu hết can đảm, quyết đối mặt với nó một lần nữa. Cái bóng gần lắm, gần như nó dí mặt vào cái mùng vậy. Tôi thì cố gắng mắt nhìn cho rõ. Không phải cái kiểu bị thôi miên gì gì đó của mấy bạn vẫn bị má dẫn. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, dù hơi sợ nhưng tôi quyết dằn xuống để nhìn thật rõ cái bóng kia là sao. Vô ích, một màu đen đặc, không thấy mặt mũi dù hình thù rõ ràng là của con người. Nhưng tôi càng khẳng định thêm, đó là dáng của một người con gái. Tôi đã nhìn được một chút phần đầu của nó, hoàn toàn giống với đầu của một người con gái có tóc dài và mượt mà tôi hay thấy trong xanh. Tôi tập trung đến mức không thèm quay qua phía buồng. Bà nội tôi đã thức giấc và đang đi dép ra nhà sau vệ sinh. Không cần nhìn cũng biết vì bà nội tôi mang một đôi dép khác hẳn trong nhà. Ngày tiếng là biết ngay. Vấn đề tôi đang tập trung lúc này là nhìn cho rõ cái bóng đen kỳ quái kia. Lát sau, tiếng dép và tiếng đóng cửa vang lên. Bà nội đã vào, nhưng tiếng dép im bặt ngay cửa buồng. Tôi biết là bà đang nhìn tôi. S à, hôm nay vào ngủ với nội. Bà nội tôi gọn lỏn. Tôi dạ gấp một tiếng và không hiểu sao ủ té chạy vào ngay. Nói thật, gan thì gan, chỉ ít nhiều cũng hơi sợ chứ. Lúc sắp vào buồng Tôi ngoái đầu nhìn lại phía đó một lần nữa Cái bóng vẫn còn Tôi đoán không sai Nó đứng sát cái mùng của tôi Gần như áp mặt vào Hình rõ ràng là một người con gái Nó vẫn quay về phía cái ghế bố Nơi tôi đang ngồi nhìn nó lúc nãy Có nghĩa là lúc này Tôi đang nhìn nó theo hướng nhìn ngang Tôi nằm đó học phổ thông trung học Lại là con trai Nên đã lâu lắm rồi không ngủ chung với bà và các cô nữa Trước giờ bà nội cũng chưa từng kêu tôi vào ngủ chung bao giờ Hôm nay nội làm vậy quả là khác lạ Tôi nghĩ ngợi nhưng không dám hỏi Tầm 30 phút sau Tiếng lò xoẹt lại vang lên Nó bắt đầu từ phía ghế bố tôi nằm Thường thì đi ngang buồng Nhưng hôm nay nó lại dừng ngay ở buồng các bạn ạ Hình như nó lại đứng nhìn tôi Hồi tôi còn ngủ riêng vậy Nhưng nó không đứng lâu Chừng 10 phút Tiếng lò xoẹt lại rào bước đi Vẫn nghe tiếng thịch thịch khi bước xuống nền đất ra nhà sau rồi mất hút ở phía sân. Dù không hề nghe tiếng mở cửa phụ như những người bình thường khác phải làm. Bên cạnh tôi, tiếng thở của bà nội và cô bầy vẫn vang lên đều đều. Hôm sau, tôi cố hỏi thử bà nội. Sao tự nhiên hôm qua nội kêu con vào ngủ chung vậy? Trước giờ có bao giờ nội làm vậy đâu? À, hôm qua nội có thấy gì ở chỗ con ngủ không nội? Nội tôi lắc đầu không nói gì thêm. Mắt bà hơi lo lắng nhưng chỉ nhìn vào một chỗ xa xăm. Phần 8. Cái kết không có hậu Thấm thoát đã qua vài tháng, kể từ ngày tôi và nó áp mặt vào nhau qua cái mùng mỏng. Là một điều là, kể từ hôm đó trở đi, nó ít xuất hiện hơn trước. Lúc trước, cứ một tuần là có đến 4 đến 5 ngày nó xuất hiện đều đặn. Nhưng lúc sau, thì số lần xuất hiện thưa dần, tức là một tuần nó chỉ xuất hiện ba lần thôi. Vâng, chỉ có ba lần. Với những người khác mà xuất hiện rõ mồn một như thế, chắc chỉ một lần là đủ chết rồi. Nhưng không hiểu tới lúc nào, tôi cũng dần quen với việc đó, không còn cho đó là việc bất thường nữa. Một điều nữa làm tôi khá hài lòng, là từ sau hôm đó, tôi ít bị đè hẳn. Không lẽ nó chơi với tôi chán rồi sao? Hay là nó thấy tôi không sợ nó, nên không còn dọa tôi nữa? Đến một tháng nọ, không hiểu sao nó chỉ xuất hiện đúng một lần một hôm rảnh rỗi cả nhà nói chuyện phiếm với nhau về đề tài này nội dung tuy ngắn nhưng hơi giận nghe nội nói có hôm 19 giờ nội ra ngoài sân ngay gốc cây xoáy mút thấy có cái đầu rơi xuống cái phịch nội sợ quá và nhà luôn cô bảy kể lại tôi nghe đúng là người lớn họ tin nhưng cô giấu các bạn ạ chắc sợ kể ra là người khác sợ theo chuyện của cô năm cô sáu ly kỳ hơn nhưng tôi tin vì tôi thấy tận mắt Hai bà cụ này ngủ trên bộ ván ở nhà phụ Cũng thường nghe tiếng bước chân thật rõ Đi từ nhà trên ra nhà phụ Ngay gian nhà sau là cây sân sau tối đen Và có cây xoáy mút rất lớn và âm u Cô nằm kể Đợt nhà mình làm mứt dừa ván dịp Tết Nhà mình đào đất làm hai cái lò lớn để làm mứt Nên nửa đêm Khuya lắm Tao đang đứng liêm diêm ngủ Thì tự nhiên nghe rất rõ tiếng sôi ủng ục cái tiếng này y chang cái tiếng ban ngày tụi mình sáo mứt ngoài đó vậy. Cô nằm tôi trực tiếp sáo mứt ngoài cây lò ngay gốc cây xoài. Tao tức lắm tụi bay à. Lúc đầu tao cũng tưởng là mình nghe nhầm. Nhưng không, tiếng phát ra cực rõ. Rõ y như là tiếng bước chân đi trong nhà mình hay nghe vậy. Có hôm tao tức quá. Tao đi thẳng ra sau vườn, ngay gốc xoài. Không bật đèn pin, đi tay không luôn. Bà cô này gắn hơn cả mình. Tao ra gần tới gốc xoài, thì tiếng động biến mất tao lại gần cái lò nhìn cho kỹ cái bếp lạnh tanh hoàn toàn không có một cây củi chứ được nói đến là lửa thế mà lúc tao quay vào nhà vừa đặt lưng xuống giường lại tiếng ủng ục rõ to của nồi mứt đang sôi lại vang lên tiếng đó phát ra đúng chỗ cái gốc xoài mút mà tao vừa kiểm tra xong hôm đó lúc ra nhà sau uống nước tôi cũng thấy cô năm đi thẳng ra sân sau chỗ gốc cây xoài và lúc lên nhà trên ngủ Đúng là tôi có nghe tiếng ùng ục rất lớn Y chang cái tiếng nước sôi Mà ban ngày gia đình tôi nấu mứt vậy Thế bầu không khí căng thẳng Vài người có vẻ sợ Nên tôi im lặng không kể thêm câu chuyện của mình ra Chuyện cũng chẳng có gì Hôm đó tầm 20 giờ Tôi ra nhà sau uống nước Vị trí uống nước nhìn ra sân sau Đang tụ ứng ực Thì tôi nghe thấy có tiếng động trong bụi cây trong vườn Cái sân này bình thường Được chiếu sáng 1 phần 3 do ánh đèn trong nhà hắt ra. Một phần ba thì hơi mờ và phần còn lại hoàn toàn tối đen do cây cối rậm rạp quá. Tôi căng mắt nhìn về phía đó, phía một bụi cây rậm thì thấy một cái đầu lú lên. Nhưng là của người nhà đang đi... À mà thôi, ở quê thời đó còn chưa văn minh lắm. Đúng ra tôi đã quay đi ngay, nhưng tôi buộc phải há mồm ngạc nhiên. Người nhà tôi thì chắc đang ngồi trùm hồm trong bụi, nhờ bụi cây tre. Vấn đề là ngay sau lưng người đó Cũng có một bóng người đang ngồi một tư thế tương tự Nhưng không ngồi trong bụi Mà ngồi ở ngoài Người đó không rõ mặc đồ gì Chỉ thấy toàn một màu trắng tinh Phần đầu và bàn tay bàn chân không nhìn rõ Vì toàn một màu đen đặc Tôi chắc chắn không nhìn nhầm Vì lúc đó tôi vừa nhìn nó Vừa đang uống thêm một cá nước nữa Nói chung Nhìn nó rất giống với người mặc đồ trắng Ngồi trên cây gòn mà tôi kể trong phần 1 nhưng số lần nhìn thấy thưa thất dần, tiếng bước chân trong nhà cũng ít xuất hiện. Thay vào đó là tiếng nước sôi tuốt ở ngoài gốc xoài giữa đêm khuya, nhưng cũng không nhiều. Cho đến một ngày nọ, vừa đi học về đã nghe tiếng chó sủa vang nhà. Một con cún đực. Gia đình tôi vừa xin được nó. Con cún không có gì đặc biệt, nhưng con nhỏ nên nhìn mặt bầu bĩnh trông cũng xinh đáo để. Tôi cưng nó lắm, đi ngủ còn ôm nó theo, ngủ luôn trên ghế bố, đắp chăn cho cu cậu đàng hoàng rồi đến hôm đó, bước chân lại xuất hiện. Ngay khi tiếng loẹt xoẹt quen thuộc vang lên, vẫn từ lối cửa sổ thông ra bên hồng nhà, tiến lại chỗ tôi. Tôi đang trông chờ con cún ra tay. Lý do thì ai cũng biết rồi. Nhưng ôi thôi, con cún dên gì, dên ư ử, sợ đến run bần bật trong vòng tay tôi. Nó run sợ cứ như có người cầm dao bầu chuẩn bị chọc tiết nó vậy. Nó sợ đến dựng cả lông các bạn ạ. Tôi thấy cũng tội, tiếng bước chân vẫn dừng lại ngay sát nơi tôi nằm. Tay ôm chặt con cuốn. Rồi thản nhiên đi theo đường cũ, vòng ra nhà sau và biến mất nơi gốc xoài. Tôi vội bật đèn, thả con cuốn ra ngoài để xem tình hình của cậu. May cho tôi, vừa thả tay ra là nó đái ngay mới ghê chứ. Chắc nó sợ đến té đái. Có hôm, tôi cho nó ngủ riêng trong cái giỏ quà nhét đầy giấy vụn như cái tổ. Nhưng đến khuya, khi tiếng chân người lại vang lên rất rõ, đều đặn. Con chó ré lên, chạy thẳng vào buồng chui xuống gầm giường mà sáng hôm sau dẫu thế nào nó cũng không chịu chui ra còn ban ngày có khi đang chơi đùa vui vẻ với tôi nó hay đột nhiên bỏ chạy sợ hãi hoặc chu dài thê thảm thật khó hiểu dù tuyên bố nuôi chó cho vui nhưng không hiểu sao mà nhà tôi đánh giá nó vô dụng gia đình quyết định đem cho dù tôi có năn nỉ cách mấy thay vào đấy gia đình xin được một con chó cái đã khá lớn của một người quen qua thời gian xích lại cho quen nhà mới con chó đã bắt đầu vui vẻ và khá ngoan ngoãn nên tôi rất hài lòng chỉ có điều là ban ngày không hiểu sao đang nằm ngủ hoặc đang giỡn với tôi nó hay bất ngờ quay sang phía sân sau chỗ gốc xoài mà sùa inh hỏi rồi chạy thẳng ra đó cũng có hôm nó đang nằm ngủ trên chân tôi nó bỗng ngồi dậy vừa khịt mũi vừa chạy vòng ra phía sau cái ô cửa phía bụi trúc chỗ mà tiếng bước chân bắt đầu nện xuống sàn lúc khuya có hôm tôi đang ngồi học Thì bỗng nhiên nó chạy từ nhà sau ra Luồn qua cái cửa phụ Chó nó không cần mở cửa Mà cứ chui xuống khe cửa là qua được Rồi chạy sọc lên nhà trên Tôi ngồi học Nhưng thấy nó sủa rất lớn Cũng bất giác nhìn sang Phía ô cửa Nơi nhìn ra nền trời đen nhưng không tối Do còn vài ngôi sao Thay vì nhìn thấy một khung trời hình vuông Tôi thấy có một khoảng không đen đặc Khác hẳn phần còn lại Nó giống như phần đầu của một người Đang đứng ở ngoài cửa do vào nhà đúng hơn là đang dòm tôi lom lom vậy nhưng tôi vừa nhồm dậy thì con chó đã nhanh chân chạy vòng từ cửa trước ra bên hồng nhà tức là phía sau cái cửa sổ tôi cũng lao ra theo nó yên tâm rằng đã có bạn đồng hành đáng tin cậy nhưng khi ra đến nơi những gì tôi thấy chỉ là một bức vách bình thường một bụi trúc tối tăm và một bầu không khí hơi lành lạnh tôi nhìn sang nó tức là con chó có vẻ như nó cũng không nhìn thấy gì và đã nín sủa từ lâu từ ngày có nó tôi yên tâm hơn hẳn phần cũng vì gần hai tháng kể từ ngày xin nó về tôi hầu như rất ít nghe tiếng bước chân thậm chí nhiều ngày không nghe thỉnh thoảng đêm hùng khuya khoắt đang ngủ ở nhà trên mà tự nhiên nó vùng dậy chưa qua cái cửa phụ rồi chạy thẳng ra cái gốc xoài tuốt ở sân sau mà sủa inh hỏi gần nửa tiếng lạ một điều là gia đình tôi không có ai có ý định ngăn cản nó nếu tiếng bước chân kia xuất hiện lần nữa thì sao liệu con chó của tôi thắng hay là cái bóng đen kia sẽ vật chết nó. Tôi băn khoăn lo lắng, nửa muốn hai đứa chạm mặt nhau, nửa sợ con chó đáng yêu của tôi chết. Thôi kệ, nếu có ngày đó, tôi sẽ vùng dậy giúp con chó một tay. Lúc trước có một mình mình còn chả sợ, nay sợ cái gì? Rồi hôm đó cũng đến, không hề hẹn trước. Khuya đêm đó, tôi đang say giấc, lâu lắm rồi mới yên tâm ngủ say, thì tiếng loạt xoẹt rõ lớn lại xuất hiện vẫn từng bước, từng bước đều đặn đi thẳng đến nơi tôi nằm. Đang chuẩn bị ngồi dậy thì... Từ nhà sau, tiếng sủa vang lên inh ỏi, lớn hơn cả tiếng chó sủa người lạ lúc ban ngày. Tôi nghe rõ tiếng mong chân chó cao vào cửa phụ, như kiểu nó nóng lòng cho ai một trận vậy. Tôi chưa từng thấy nó tức đến vậy bao giờ, kể cả khi có người lạ vào nhà ban ngày, hay có tay hàng xóm nào đó không ưa chọc ghẹo nó. Nó cào cửa nghe rít rít thật lớn, miệng không ngừng gầm gừ, lạch cạch. Tôi đoán nó đã chui xuống cửa phụ nên bị cạ lưng vào cửa. Vừa định ra giúp nó vào thì trước sự vui mừng khôn tả của tôi nó đã vào thành công với một vẻ mặt vô cùng hiếu chiến. Cha mẹ ơi, không gì diễn tả được niềm vui sướng của tôi lúc này. Con chó sủa dữ dội vào khung trùng ngay sát cạnh tôi. Chính xác hơn là gần đúng cái vị trí tôi thấy bóng đen ngoài mùng hôm trước. Dĩ nhiên, hôm nay tôi vẫn chẳng thấy gì Tất cả những gì tôi thấy là con chó cưng Dù là chó cái Nhưng đang vừa sủa vừa cắn liên tục vào không trung Giống như nó đang cố cắn Cố đuổi một cái gì đó mà nó thấy rõ một một Nhưng chủ của nó Tôi Đang ngồi trên ghế bố bất lực nhìn nó trổ tài Lúc thì nó vừa sủa vừa lùi lại Không mình lấy thế Lúc thì nó nhảy dựng lên Tạm đứng bằng hai chân sau Để cố cắn vào một cái gì đó như ban ngày những con chó giữ cố nhảy dựng để táp vào tay chúng ta vậy. Quả thật tôi rất muốn giúp nó. Tôi thử với tay, cua quạng vào khoảng không trước mặt. Giống như nó cố cắn vào tay thì tôi cố chụp phần ngực vậy. Nhưng vô ích, tôi hoàn toàn không cầm nắm được gì. Mà nó cũng không thực sự cắn chúng cái gì. Hoặc cái nó thấy được, nhưng tôi không thể thấy. Chỉ thấy nó rất hăng, không có vẻ sợ hay đuối sức. Cầm mắt của nó lanh lợi hơn cả ban ngày, và nhìn chằm chằm vào một chỗ như ban ngày, nó vừa sủa vừa nhìn chằm chằm người lạ vậy. Tôi nín thở chờ đợi. Mười phút sau, tiếng loạt xoẹt vẫn còn. Quái, thế là vô ích ư? Con chó không chịu thua, tiếng loạt xoẹt lên đến đầu, nó chạy theo, xoay mình trận đường, vẫn nhìn theo một cái gì đó, sủa inh hỏi và thỉnh thoảng cố táp cật lực vào không khí. Nhưng nó táp đúng vào cái chỗ phát ra tiếng động Mấy bạn cứ tưởng tượng nếu là con người Bước đi bị con chó nhà bạn chặn lại Và cố tắp theo Hẳn đi một bước con chó của bạn đuổi theo Và cố táp một cái vào cái chân của bạn bước vậy Tình hình lúc này y như thế Tiếng loài xoẹt vừa nghe ở đâu Là nó đã nhào đến táp vào chỗ đó Không một chút do dự hay sợ sệt Cuối cùng đến cái cửa phụ Lúc nó và cái thứ kia có vẻ đang quyết liệt Cái thứ kia có vẻ không chống trả Để mặc nó làm gì thì làm tiếng loài xoẹt vẫn vang đều đặn, dù con chó thì đuổi theo sùa cật lực. Ngay khi đến cửa phụ, tôi nhào theo, tranh thủ mở sẵn cửa vì sợ con chó của tôi tốn thời gian chui sẽ vụt mất con mồi. Tiếng loài xoẹt lướt qua tôi, chuyển sang tiếng thình thịch khi dẫm lên đất. Trong khi tôi mới chỉ kịp mở hai cái cửa. Sai lầm ở chỗ đấy, bình thường con chó chui lọt, nhưng khi tôi mở hé cửa, nó không kịp chờ để chạy bình thường mà vẫn chui xuống cửa cửa lúc này đã nằm xéo, khoảng cách của khe hở giữa cửa và nền gạch chặt hơn trước. Khi đóng chặt thì khoảng cách này từ phần mép cửa dưới đến nền đất, đất lồi lõm nên chó chui dễ. hết. Con chó mắc kẹt, một nửa thân qua được, nửa thân sau thì kẹt trong nhà. Tức là nó chui dưới cánh cửa nhưng không qua được hết. Vẫn cố diện ư ử, dù theo inh hỏi, còn hai chân sau quẫy đạp liên tục, cố đuổi theo tiếng bước chân. Không kịp suy nghĩ, Tôi tuy đau lòng đành tặc lưỡi Dùng chân đạp nhẹ vào mông nó Nó ư ử nhẹ một tiếng rồi đuổi theo Chạy rất nhanh để bù khoảng thời gian bị kẹt Tiếng bước chân kia vẫn dẫm thình thịch trên nền đất nhà phụ Rồi tiếng nhỏ dần khi ra đến nhà sau Tuy nhiên Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng xào sạt của chân người dẫm lên lá Và sau đó Tiếng rắc rắc hơi nhỏ khi đạp lên những nhánh cây khô Ở trong vườn Một niềm vui không tả được ao ao dâng lên trong tôi suốt bao lâu nay nó lộng hành. Tôi chỉ nghe tiếng bước chân của nó nhỏ dần ở trên nền đất sân sau rồi biến mất mà không nghe được những âm thanh này. Điều này có nghĩa nó đang đi. Chính xác hơn là bị chó đuổi đến cuối vườn nơi đầy lá, nhánh cây khô nhỏ khi quét sân nhà tôi hay quét tấp hết vào hàng rào nghĩa là nó bị đuổi đến tận bờ rào rồi. Rắc Tiếng chân dẫm lên những thân khoai mì giòn được dựng tạm để làm một hàng rào tạm thời. Con chó không buông tha, vẫn đuổi theo suối ngỏi. Từ bạo gan, chạy ù theo nó ra tận khoảng sân tối om, đến tận gốc xoài lớn, nơi mà cả nhà tôi hiếm khi đặt chân đến lúc trời tối. Trời tối mờ mờ, nhưng nếu cố gắng vẫn nhìn rõ. Bầu không khí hơi lạnh lạnh. Tôi nhìn sang gốc xoài, hai cái bếp những đêm trước thường phát ra tiếng nước sôi ủng ục giữa đêm khuya, đang nằm lạnh lẽo. Tôi cố bạo gan, do con chó đang sủa mê mải cũng gần đó. Thứ ngước nhìn lên ngọn sỏi lạnh lẽo, cố tìm hoặc chờ đợi một cái gì đen đen như đầu người rơi xuống như bà nội tôi kể. Trước vào ban đêm, bà tôi cũng có khi ra đây. Sau khi kể lại chuyện thì không thấy bà ra đây ban đêm nữa. Nhưng không, hoàn toàn không có gì. Chỉ có những tán lá đen thui do trời tối và sợi dây tơ hồng vắt ngang. Tôi quay sang kêu con chó vào. Nó đã chạy ra khỏi hàng rào, đứng ngoài lề đường vẫn đang cố nhìn theo mà sủa một cái gì đấy mà tôi không buồn bận tâm nữa. Thế này cũng mừng lắm rồi. Lát sau nó lại lên qua hàng rào, vẫy đuôi vui vẻ mừng tôi như báo cáo công trạng. Tự ôm um gọn con chó vào lòng, áp nó vào nhà, dù cặp mắt của nó vẫn nhìn theo hướng cũ. Nhìn phía ngoài hàng rào nhà tôi. Giống như mấy bạn ôm um con chó lại, khi mà người lạ đã bị đuổi đi xa vậy nói theo các bạn vào nhưng vẫn nhìn theo bóng dáng người lạ đang khuất dần con chó của tôi lúc này chính xác là đang nhìn như vậy lúc liếc qua bộ ván nhà sau nơi cô tôi nằm tôi thấy hình như cô tôi đã thức và mắt đã mở nãy giờ nhưng hoàn toàn im lặng không lên tiếng trở lại nhà trên bật đèn tôi vuốt ve nhìn kỹ con chó nó hơi bị xù lông do len lỏi qua hàng rào hẹp phần lưng bị chảy nhẹ do một cước của tôi lúc nó bị kẹt ngoài ra hoàn toàn vô sự Tôi vuốt ve nó, cố dỗ và vuốt cho đến khi đôi mắt của nó khép lại khoan khoái. Cháu cái mà giữ gớm. Tôi nói nhỏ, mai phải thưởng cho nó cái gì mới được. Cuối cùng từ nay đã được yên thân. Quả đúng như vậy. Từ sau hôm đó, các gia đình tôi đã ngủ ngon vì không còn nghe tiếng bước chân giữa đêm khuya nữa. Tôi cũng hết dịp thể hiện cái căn thảm dại dột của mình. Sự bình yên đã trở lại. Tuy nhiên, tôi sực nhớ lại nó chỉ mới bị đuổi đi chứ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn liệu nó có quay trở lại không có hoặc đó không phải là nó mà là đứa khác thì sao những chuyện rùng rợn khó lý giải tiếp theo đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được những trò quấy phá cũng khác đi những sự táo tợn và rõ mồn một, một cũng không hề thua kém những tiếng bước chân khắp nhà lúc trước đó là tất cả những gì tôi chuẩn bị kể tiếp cho các bạn nghe vẫn ngôi nhà cũ đã được xây dựng lại khang trang hơn và những chuyện kỳ quái ghê rợn còn hơn cả trước vì thời điểm này nhà cửa đã chen chúc nhau đến khó chịu. Ánh đèn bao trùm cả ngôi nhà, cái sân âm u cũng đã biến mất. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra mới đây thôi, năm 2015. 2015, những chuyện kỳ quái, tiếng gõ cửa giữa đêm khuya. Trước đây chuyện ma cỏ không có gì lạ Vì tình hình chung là nhà ai cũng nghèo Nhà cửa thưa thớt Cây cối um tùm Khung cảnh lúc nào cũng tối om hoang vắng Đặc biệt là thập niên 9X Tức lúc tôi còn khá nhỏ Khi đó ánh sáng thiếu Nhà cửa thưa và chuyện ma thì nhiều như cơm bữa Nhưng đây là những chuyện xảy ra mới đây thôi Năm 2015 Và tới lúc này đã trưởng thành Nhưng mà tâm hồn thì vẫn còn ngây thơ lắm Lúc này tình hình đã khác hẳn xưa. Ngôi nhà đã được xây lại, một ngôi nhà tường bình thường ở quê. Một phòng khách có bộ cửa sắt bốn cánh có kính, hai phòng ngủ, một của bà nội, một của tôi. Một hành lang dẫn từ phòng khách ra phía sau. Có một cửa sổ dọc hành lang này. Phía sau gồm một bếp, kia đó là một phòng tắm và một cửa phụ hoàn toàn bằng sắt. Nhìn chung, nhà tôi cũng hoàn toàn bình thường. Bạn nào hay thấy mấy ngôi nhà tường ở quê? chắc đã hình dung ra đúng không? Tôi bỏ ngang đại học, đi Bình Dương làm vài năm. Thấy tẻ nhạt quá, nội lại kêu tôi về quê làm và sống cùng nội. Lúc tôi về, con lỗ trước nhà đã trải nhựa ngon lành, đèn đường chiếu sáng đến mức lọt cả vào nhà. Giá như mà hồi xưa được như vậy cho tôi nhờ. Cái hàng rào âm mưu được dựng bằng từng bụi cây rậm rạp cũng không còn nữa. Cây xoài mút to lớn cũng bị hạ từ lâu. Cái mảnh sân u ám sau nhà này cũng bị san phẳng. Đại khái là tất cả đã bị san bằng, lấy chỗ xây ngôi nhà lớn, tôi và nội ở, và một cái nhà kho lớn kế bên nhà chính. Bên hồng nhà, vợ chồng cô bảy xây một căn nhà cực nhỏ, gần như là một cái phòng xây liền bên hông nhà chính. Ngay vị trí cửa sổ dọc hành lang luôn. Tóm lại là hầu hết diện tích đều xây nhà chật kín nhau, chỉ trừ một khoảng trống nhỏ bên hông nhà để làm đường đi lại và đậu xe xung quanh cũng chật ních nhà hàng xóm, săn sát nhau đến khó chịu. Tuy đông đúc là thế, nhưng vài nhà hàng xóm vẫn giữ thói quen như ngày xưa, là một cái hàng rào bằng cách trồng rất nhiều cây rậm rạp, y như nhà tôi ngày trước. Chính vì vậy xóm tuy đông, nhưng nếu tắt đèn thì cũng vẫn còn tối tăm lắm. Nhà tôi mặt tiền còn đỡ, phần nhà trên nhìn ra con lộ sáng ánh đèn, phần bên hùng nhà. Cửa phụ mở ra đấy, thì vẫn tối như thường, do những nhà hàng xóm đối diện trong nhiều cây rậm rạp. Lúc này cả nhà tôi đã quên hết chuyện xưa, tôi thì vẫn nhớ như in. Tuy nhiên lúc mới về nhà, tôi vẫn đinh ninh rằng từ nay ngôi nhà này sẽ vĩnh viễn không có những chuyện kỳ lạ như trước nữa. Tôi đã nhầm. Chuyện thứ nhất Một hôm nọ gần 21 giờ, tôi đang đọc sách ở phòng khách, bà nội ngồi ăn cơm ở bếp. Cái cửa phụ bằng sắt trông ra hàng rào đã đóng kín. Đang chăm chú đọc Bỗng tôi thấy bà nội cầm tô cơm Đi vội ra chỗ tôi đang ngồi Ngồi xuống ăn vội Trông bà nội có vẻ hơi sợ Tôi liền hỏi Sao tự nhiên chạy lên đây ăn vậy hà nội Nội tôi vừa cười vừa trả lời Cái kiểu cười nhẹ của một người đang lo sợ một cái gì đó Mà có người hỏi đúng tâm trạng À Tao đang ăn cơm Tự nhiên có nghe tiếng người gõ lên cái cửa sắt ở nhà sau Nó gõ ba lần Mỗi lần bốn năm cái Tiếng y chang là có người gõ cửa vậy Tao tưởng là ba mày Thì ba tôi hay say xỉn Cứ 19 giờ là ông về ngủ ở nhà kho cho đến sáng Nghĩa là ông ngủ khá gần đó Nhà kho không có cửa Ba tôi kêu giường ngủ ngay trong đó Từ chỗ ba tôi đến cửa phụ Khoảng 6 bước chân thôi Tao mới hỏi là phải ba mày không Nhưng mà không có tiếng trả lời Tao mở cửa Nhìn ra sân nhưng lại không thấy ai Nhìn qua cái giường thì thấy ba mày say Dậy không nổi Tao lại gần nhìn luôn thì đúng là như vậy Chắc chắn là không phải ba mày Tưởng ngay nhầm nên là tao vô nhà Đóng cửa lại rồi ra ngồi ăn tiếp Chưa kịp ăn Thì tiếng đập cửa ầm ầm lại vang lên Rõ và lớn hơn cả lúc nãy Nên là tao mới bưng tô cơm Chạy lên đây luôn Nhìn bộ dạng sợ hãi của bà nội Mà bà đã cao tuổi Tôi nóng máu đặt cuốn sách xuống Bước ào ào ngay ra nhà sau Mở cửa thật mạnh một cái Đúng là không có ai thật Trước mắt chỉ là khoảng sân nhỏ cái hàng rào trước mặt thì đen tối và nhà hàng xóm đối diện cũng đã tắt đèn tối thui chỉ mỗi nhà tôi còn đèn phía bên tay trái tôi là nhà kho bà tôi ngủ cũng luôn mở đèn dù là đèn cả na vàng yếu ớt quái không lẽ lại bị tưởng hết lâu rồi chứ tôi bực bội nghĩ thầm đóng cửa phụ lại tôi đứng dựa lưng vào bếp khoanh tay nhìn chằm chằm cái cửa phụ bằng sắt đang đóng im im tôi đã tin là nhà tướng coma nhưng không sợ lắm Nhưng năm nay đã là 2015 rồi Mười mấy năm đã qua Dù có thời gian tôi sống Sài Gòn học Rồi lại qua Bình Dương làm vài năm Nhưng những lúc về nhà không thấy gì lạ Cũng không nghe ai kể gì Chả lẽ nó nhảy lúc mình về mà trở lại Gần 20 phút trôi qua Tôi vẫn căng thẳng cố chờ thêm chút nữa Trong nhà đèn điện sáng trưng Ngoài sân thì hơi tối một chút Nhưng không có chuyện âm u như ngày xưa nữa chả lẽ thời buổi này mà nó dám lộng hành nữa sao? chờ mãi không thấy gì, tôi đành bỏ lên nhà trên với nội, ăn ủi bà vài câu rồi đọc tiếp quyển sách giang dở. đêm đó đi ngủ tôi không dám đóng cửa phòng, không phải sợ cho tôi mà tôi lo nếu bà nội ngủ cái bên có chuyện gì hay thấy cái gì tôi sẽ lao ngay qua sẽ tiện và nhanh hơn. nhưng đêm đó không có gì xảy ra, mà là đêm hôm sau. đêm hôm sau Nội tôi có lẽ đã quên hoặc không muốn nhắc lại chuyện hôm qua. Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ rồi tắt đèn đi ngủ. Tôi ngủ muộn hơn, gần không giờ mới bắt đầu ngủ. Hôm đó không biết do vừa uống cà phê hay sau đó, tôi vẫn chằn chọc mãi mà không ngủ được. Đang loay hoay thì... Cộc. cộc, cộc, cộc. Có tiếng gõ cửa từ phía cửa phụ, không quá to nhưng không hề nhỏ. Quái lạ, cửa rào đã đóng Bà tôi thì luôn say đến tận sáng hôm sau mới tỉnh Không bao giờ gõ cửa đêm hôm cả Thế thì ai? Tôi cảm thấy hơi bất an Sau 4 năm lần gõ như thế Nó tắt hẳn Không lẽ có con côn trùng nào tung vào cửa Cũng không thể Tiếng gõ khá lớn Ít như tiếng người ta gõ vào cửa bằng mu bàn tay Sau khi co ngón giữa lại vậy Ai coi phim Chắc hay thấy nhân vật hay gõ kiểu này Tiếng gõ rất trong và gọn hơn nữa tôi cũng từng thấy côn trùng lớn bay lao vào cửa phụ vài lần không thể có tiếng gõ rõ và chắc nịch như thế và lại tông xong thì con vật té ngửa ngay chứ không thể tông liên tục 4-5 lần đều đặn lần nào tiếng gõ cũng rõ y như nhau bài suy nghĩ tiếng gõ đã dứt từ lâu tôi giờ muốn ra kiểm tra thì cũng chẳng biết kiếm cái gì nữa tôi vừa định nhắm mắt lại thì cộc cộc ầm ầm ra gà ra ốc tôi nồi lên đầy đủ, không thiếu món nào. Vẫn tiếng gõ đó, nhưng lần này có cả tiếng đập cửa rất lớn, kiểu như gõ mãi mà không ai mở cửa cho vào. Người đó cáo mà đập mạnh bàn tay vào vậy, nhưng tôi thừa biết đó không phải là người. Đèn đã tắt tối thui, cửa phòng tôi cũng hé sẵn. Phòng tôi gần bếp, cửa vụ ở đối diện bếp, nghĩa là cũng gần phòng tôi. Nếu lao ra ngay, có thể tôi sẽ chạm mặt cái thứ phiền phức đó. Trong đầu đã mừng tượng ra một cái cảnh một bộ áo trắng, tóc dài hay một bóng đen gì không rõ tóc tai mặt mũi. Thu thật tôi cũng hơi do dự. Nhưng phòng bên có tiếng thở dài. Tôi biết là nội không ngủ được. Nội đã bị đánh thức. Người già mà nửa đêm bị đánh thức thì không tốt chút nào. Và tôi biết nội đang rất sợ hãi. Mày là đàn ông mà. Tôi vận dụng câu thần chú cũ năm nào để lấy lại can đảm. Không nghĩ thêm dù chỉ một giây. Tôi tung chăn Ào ào lao ra phía cửa phụ, kéo chốt mở ra thật nhanh. Trước mắt tôi, dưới ánh trăng mờ chỉ là một khoảng sân nhỏ nhưng tầm tối. Một cái hàng rào sắt trơ trọi. Ngôi nhà hàng xóm đã chìm hẳn sau những bụi cây rậm rạp và hoàn toàn chả có ai cả. Quái! Tiếng rõ thế cơ mà! Tôi tức tối, đứng nhìn vài phút rồi đang quay vào nhà. Tức thật! Tiếng rõ lắm mà! Tôi lao ra chưa tới 5 giây, thì nó trốn ở đâu? Gọi là sân, nhưng thực ra chỉ là một khoảng đất nhỏ đủ dựng vài chiếc xe máy. Thế thì nó biến đi đâu mà nhanh thế? Không lẽ tôi sực nhớ lại cái thời trung học phổ thông vẫn là tiếng động mà không hề thấy mặt. Vào phòng, vừa nằm xuống chưa kịp vén mền lên đắp thì cộc 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 âm 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 tôi điền tiết lại lao ra phía cửa phụ mở nhanh vừa mở ra là hét lên như quát vào mặt Ai thế? Ai? Lại chẳng có ai cả. Chẳng có gì ngoài khoảng sân nhỏ hoàn toàn im ắng. Quay vào trong phòng nằm xuống. Cố ngủ nhưng không ngủ được. Phòng nội kế bên cũng không nghe động tĩnh gì. Tôi cũng không muốn kể vì lo bà nội sợ thêm. Đang tức tối thì... Âm âm âm, âm âm. Lần này thì không còn gõ cửa nữa. Những tiếng ầm ầm vang rõ khiến tôi khẳng định 100% đó là tiếng nện vào cửa và chắc chắn không phải do bất kỳ loài côn trùng nào khác. Lúc này tôi tự nhiên cảm thấy sợ, sợ thật sự. Tôi rất muốn kéo mền trùm kín người như lúc nhỏ, vì da gà đã nổi đầy mình. Tôi hồi hộp, môi khô lại, nhưng không cần dòng tay lên, cũng nghe rất rõ tiếng cửa phụ đang kêu ầm ầm từng hồi đều đặn. Phòng cây bên, có tiếng thở dài rồi sau đó tiếng ho nhẹ. Nội thức nữa rồi, cứ thế này mãi thì chắc là bệnh mất. Tôi thầm nghĩ Rồi tự đâm ra giận bản thân ghê gớm Một thằng đàn ông trong nhà Mà bó tay thất bại sao Tôi cố hết sức Thò cánh tay ra khỏi mền Nện thẳng cánh Đập thực mạnh xuống nền nhà Bốp Tiếng động phát ra rõ to Tiếng gõ bụng nhiên im bật Nhưng chỉ ít phút sau Nó lại gõ nữa Gõ đều đặn nghe rất rõ Điền máu Tôi lại dồn hết sức và cánh tay còn đang nổi ra gà Nện cật lực ba phát xuống sàn Khỏi sợ bà nội thức luôn. Tôi vừa gõ vừa hét thật to. To đến mức chắc hàng xóm cũng phải nghe thấy. Nín! Nín ngay! Tiếng gõ đã hoàn toàn im lặng. Tôi chờ thêm ít phút. Hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Tôi vẫn không mở đèn. Lặng lẽ tìm đến cửa phụ. Mở ra. Hoàn toàn không có gì lạ. Cả tiếng dế kêu cũng không. Trở về phòng. Bật điện thoại lên xem giờ. Lúc đó là 2 giờ. 37 phút sáng Phòng kế bên chợt có tiếng khẽ thở dài Phần 9 tập 2 Bóng trắng lướt qua Chuyện này xảy ra lúc phòng tôi sáng đèn À mà khoan Tiếp tục cho nốt một đoạn ngắn của phần trước đã Sau đêm đó Tiếng gõ cửa vẫn không dứt Không thường xuyên mỗi ngày Có khi 2 đến 3 hôm một lần Có khi nó gõ liên tục như vậy hai ba đêm liền và cũng có khi suốt cả tuần tôi không nghe nó gõ cửa đòi vào nhà nữa. Tuần sau nó vẫn gõ tiếp. Tôi để ý nó thường gõ vào khung giờ từ 0 giờ đến 3 giờ sáng. Tuy nhiên, không hề nghe tiếng gõ cửa nào ngoài khung giờ này. Các bạn, ai có cao kiến gì có thể giải thích cho tôi không? Nhưng táo tợn nhất là có một lần nó cá biệt, chỉ khoảng hơn 19 giờ, tôi đang loay hoay pha cà phê trên bếp. Bạn tôi thì ngồi ngoài mái thêm trước nhà, đang loay hoay thì Cộc 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 Tiếng gõ bất ngờ vang lên Làm tôi giật bắn mình Tôi chủ quan không hề nghĩ lúc đèn đuốc sáng trưng Vẫn tiếng gõ đó Không to không nhỏ Đều đặn và không giống với tiếng gõ cửa Của bất kỳ ai trong nhà Trước kể người nhà tôi không có thói quen gõ cửa Ai thế Tôi hét lên Vẫn không có tiếng trả lời Chỉ 7 giây sau cánh cửa phụ đã bị tôi mở tung Và trước mắt tôi Phòng sân nhỏ hoàn toàn vắng lặng Cửa vào vẫn khóa kỹ Ngạc nhiên chưa Đèn nhà còn sáng mà nó lộng hành như thế đấy Tôi quay sang phía nhà trên Thì thấy nội tôi cũng lướt nhìn qua Bà đã quá quen với chuyện này Một con ma lộng hành đến khó tin Và một thằng cháu nóng tính Bà cũng quen với tiếng gõ cửa hối hả Thường xuyên giữa đêm khuya Và sau đó vài giây Tôi vừa lao vừa hét lớn Cầm ngay, cầm không nên chắc bà cũng không lấy làm phiền lòng. Nhưng tôi biết bà rất lo. Bà không nói với tôi, nhưng có than phiền với mấy bà cô mỗi khi họ ghé nhà chơi. Bà nào cũng đã có gia đình và dọn ra ở riêng, trừ cô bảy vẫn ở lại. Nếu không phải chính miệng nội nói ra, chắc có chết cũng chẳng ai tin rằng giữa đêm khuya có tiếng gõ cửa đọc vào nhà. Dù hàng xóm xung quanh rất đông. Thậm chí có đêm, nó gõ liên tục lúc có người còn thức và đèn điện sáng trưng khắp nhà tôi biết rõ là bà sợ nên tôi không dám kể cho bà nghe hai câu chuyện tiếp theo cực kỳ ghê rợn mà tôi chứng kiến tận mắt và khó tin hơn nữa vì lý do lúc đó nhà vẫn sáng đèn